Thưa quý vị và các bạn, sau khi Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp phép cho thuốc Monopiravir sản xuất trong nước để điều trị COVID-19 được lưu hành tại các nhà thuốc trong toàn quốc, ở thành phố Cần Thơ, ba hệ thống nhà thuốc lớn đã chính thức bán mặt hàng này. Và trong sáng nay, Thanh tra Sở Y tế thành phố Cần Thơ thành lập đoàn đến kiểm tra việc chấp hành các quy định của Bộ Y tế trong việc bán loại thuốc đặc trị này tại một số nhà thuốc. Hệ thống nhà thuốc Trung Sơn là đơn vị đầu tiên hợp đồng nhận thuốc Monopiravir để bán tại các nhà thuốc trực thuộc trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận. Loại thuốc này trưng bày riêng và có phần hệ thống lưu giữ thông tin của khách hàng là bệnh nhân COVID-19 để nhà thuốc theo dõi, tư vấn, giám sát những phản ứng về thuốc khi bệnh nhân sử dụng. Tại nhà thuốc còn có dược sĩ hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Bệnh nhân khi đến mua phải có toa hướng dẫn của bác sĩ đang điều trị COVID-19 tại nơi cư trú. Trung Sơn Pharma xác định đó chính là bán thuốc theo đúng quy định của Bộ Y tế, đó chính là phải có toa của bác sĩ thì dược sĩ nhà thuốc Trung Sơn mới bán hàng. Các trường hợp mà hiện tại chưa có toa thì các dược sĩ của Trung Sơn cũng hướng dẫn mọi người báo lên phường để có thể có những cái bước chuẩn bị về toa thuốc cũng như là được thăm khám bởi các cơ quan y tế phù hợp. Ngoài ra là bệnh nhân khi mà đến mua thuốc điều trị COVID trên hệ thống của Trung Sơn thì các dược sĩ Trung Sơn cũng đã được hướng dẫn rằng là hướng dẫn cái cách để sử dụng thuốc cho hiệu quả. Cùng với nhà thuốc Trung Sơn, hai hệ thống nhà thuốc lớn hiện nay là Long Châu và Pharmacity cũng đã bắt đầu bán thuốc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, số lượng thuốc nhận về ít hơn và chỉ bán theo toa của bác sĩ đối với bệnh nhân COVID-19. Một số nhà thuốc lưu trữ thông tin cá nhân của bệnh nhân COVID-19 theo quy định của ngành y tế còn chưa đúng quy định, thuốc chưa được tiêm ít giá đầy đủ. Về cái thông tin của khách hàng mua thuốc á, thì nhà thuốc Long Châu cũng đang xây dựng cái hệ thống có thể tra cứu được hai chiều về cái toa thuốc cũng như là thông tin của khách hàng đến mua cái thuốc Monopiravir này. Do bước đầu còn nhiều gấp rút trong cái công tác chuẩn bị cũng như là triển khai việc bán thuốc Monopiravir này trong thời gian sắp tới, thì nhà thuốc Long Châu sẽ cam kết niêm yết giá đúng. Nhà thuốc Long Châu cũng sẽ hoàn thiện về hệ thống để phục vụ cho công tác kiểm tra cũng như là quản lý về cái thuốc Monopiravir này. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thuốc Monopiravir được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ đến trung bình và chỉ định cho người đã trưởng thành, không sử dụng cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 18 tuổi. Mỗi hộp thuốc bán ra có giá 250.000 đồng và chỉ bán một hộp cho một đơn thuốc với 5 ngày điều trị. Trong 2 ngày qua, đã có khoảng 30 trường hợp là người nhà bệnh nhân COVID-19 đem theo toa có hướng dẫn của bác sĩ hoặc giấy xác nhận là F0 của trạm y tế phường xã đến mua thuốc. Ngoài ra cũng có một số trường hợp đến mua dưới lý do dự phòng. Tuy nhiên các nhà thuốc đều từ chối các trường hợp này. Đây là thuốc bán theo đơn nên bắt buộc phải có đơn của bác sĩ thì các cơ sở mới được bán và thực hiện chế độ lưu đơn theo quy định. Mặt khác chúng tôi sẽ kiểm tra cái giá bán theo cái giá của công bố của Bộ Y tế. Khuyến cáo các người dân là cũng không có nên mua để mà dự phòng COVID. Nó không đúng quy định và phải có đơn bác sĩ và hướng dẫn khi sử dụng phải có hướng dẫn của cán bộ y tế. Để tránh cái việc mà lạm dụng thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe mà không cần thiết. Thứ hai nữa là phải mua thuốc rõ nguồn gốc tại các cơ sở y tế, không mua những cái thuốc trôi nổi trên thị trường, tránh cái tình trạng mà tiền mất tật mang. Để việc bán thuốc điều trị COVID-19 đúng đối tượng, đảm bảo về giá chất lượng, Thanh tra Sở Y tế thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố.